cái nhiều người nói cái ông này ông quan tử mà ông tào lao ông xạo, ông đâu có biết giảng pháp. Giảng pháp là đọc kinh Phật nói tới nói lui, nói những âm thanh gu ngủ gu diệu, còn mình nói là mình khai trí, mình là người truyền tin, mình nói mình không phải thầy, mình không phải hòa thượng, mình chưa tu ngày nào, mặc áo đánh gòn nữa nè, đâu phải mặc áo vàng đâu. Nhưng mà cái quan trọng á là trong Tam Đại Tạng Kinh Phật Thích Ca có nói, ở thời mạt pháp có một cư sĩ đang dạy cho đệ tử của Phật á, coi lại đi, mình đã tu những kiếp trước rồi, một kiếp người nó ngắn quá thì không có giờ ở tu, giờ khổ thôi á, mà ăn ngủ ở ngoài vỉa hè cũng hơn gần nửa đời người rồi, hết là 30% tuổi trẻ khổ rồi. Vừa được có một chút tiền á, là bắt đầu á, tâm phát bồ đề lo hộ pháp để mà lo cứu chúng sanh này, chưa có giờ nào được an hưởng hết trơn. Rồi giờ nửa cuộc đời á, lập được cái đạo, còn nửa cuộc đời còn lại á, là do lo cho cơm no ấm cũng chưa làm được, nên thì rất là bận, không có rảnh như mấy ổng tối ngày cứ suy nghĩ làm sao mà tổ chức đông người để mà gom tiền ta. Anh Kiệt chỉ là người truyền tin nha quý vị, còn muốn giảng pháp chờ mốt Phật Di Lặc đó ổng giảng cho nghe cho nữa.